Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì Thanh Nguyên xin phép được cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị một số các thông tin liên quan đến câu chuyện của tỉnh thất bồng lai. Đặc biệt sáng ngày hôm nay thì có thông tin khá là thú vị liên quan đến các con nhang đệ tử, một trong những cái động thái cực kỳ lạ. Trước tiên thì đó chính là cái thông tin liên quan đến đám con nhang đệ tử đã không còn muốn chiêu quan nữa các chú anh chị. Họ đã thừa nhận những cái tội trạng của ông Lê Tùng Vân liên quan đến tội danh 331 rồi. Chỉ riêng cái tội danh 331 thôi nha, thì họ đã thừa nhận. Còn đối với cái tội danh gọi là loạn luân cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì họ vẫn tiếp tục để mà kêu oan. Đi có điều đặc biệt là sau khi cái chuyến Hà Nội vừa qua thì đồng loạt như là Diệp Đậu, Thanh Trần là những người có mặt trong chuyến đi Hà Nội thì đều lên tiếng cho rằng Thiền Am bên bờ vũ trụ phạm cái tội danh 331 là không hề quan sai. Lạ là cái trước đó, trước khi cái chuyến đi này thì họ đều lên trên mạng xã hội họ kêu ca là kêu oan cho Thiền Am với cái tội danh 331. Công an huyện Đức Hòa đã làm giả những cái chứng cứ rồi tấn công ông Thích Nhật Từ vân vân, các kiểu cũng đà điểu. Nhưng mà ngày hôm nay sau cái chuyến đi này thì đám con nhang đệ tử họ đều thừa nhận những cái tội trạng liên quan đến 331 của Thiền Am vũ trụ. Không hiểu về họ có cái động lực nào để họ thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Có lẽ rằng họ thấy rằng là không thể nào cứu vãn Thiền Am được nữa rồi, cho nên đã họ phải thừa nhận cái tội trạng này thôi. Cái điều đáng tiếc đó là luật sư người đại diện pháp lý cho Thiền Am vũ trụ thì họ lại không thừa nhận. Đó chính là ông Đào Kim Lân. Ông này vẫn còn rất là mạnh mồm để mà tố cáo công an huyện Đức Hòa. Nếu như các fan của Thiền Am cũng như là các người của Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, họ biết được, họ biết gọi là nhận tội sớm hơn trước những cái phiên tòa sơ thẩm hay là phúc thẩm đi, rồi là chúng tôi đã nhận tội và mong được gọi là giảm cái hình phạt, thì có lẽ rằng là không phải với cái tội danh 331 thì họ sẽ được giảm án, cô chú anh chị. Có lẽ là họ sẽ được giảm án, khai báo thành khẩn rồi nhận tội của mình thì có lẽ là Thiền Am vũ trụ họ sẽ được giảm án. Nhưng cái đó là cái cách gọi là hướng dẫn của các luật sư, không khuyên thân chủ của họ. Thì bây giờ thì trách những luật sư thôi. Các con nhang đệ tử quay qua trách lại những cái luật sư, đặc biệt là năm luật sư trong đó ông Đào, có ông Đào Kim Lân rất là mạnh mồm, quý vị. Trách người luật sư này tại sao không tư vấn cho thân chủ của mình nhận tội để mà có thể giảm nhẹ những cái hình phạt. Đó chỉ là riêng cái tội danh 331 thôi thưa cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn đang trong quá trình điều tra, và các con nhang đệ tử thì họ vẫn tiếp tục theo cái động thái ban đầu. Bây giờ 331 là không cứu được rồi, cho nên là chúng ta quay sang cứu cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là loạn luân thì họ tiếp tục kêu oan, mặc dù là chưa đưa ra xét xử, chưa biết ai là bị can, nhưng mà oan là không biết là oan chỗ nào. Nhưng mà họ vẫn cố gắng. Cái điều lạ hơn đó chính là cái sự đấu đá lẫn nhau tại Thiền Am vũ trụ đã khiến cho các con nhang đệ tử dường như là muốn bỏ cuộc. Đặc biệt là Lan Đưa Thưa buổi sáng ngày hôm nay thì cô Lan lên chia sẻ là cô Lan xin phép được từ chức tổng quản Mama và mong muốn là bầu một cái tổng quản mới. Cô Lan cho rằng cô tuổi già sức yếu rồi, hết nhiệm kỳ, không có đủ khả năng để mà gọi là làm một trong những người tổng quản của Thiền Am bên bầu vũ trụ nữa, và mong muốn gọi là bầu người mới hơn. Cô ta cho rằng là Diệp Đậu là một trong những người có khả năng đó. Nó xuất phát từ một trong những cái sự gọi là đấu đá lẫn nhau khi người này tấn công người khác, và lại khiến cho cô Lan gọi như là giận đó cô chú anh chị. Cô Lan giận là cô Lan không có làm tổng quản Mama nữa, không bảo vệ các cháu bé, không bảo vệ cho ông cụ Lê Tùng Vân nữa. Cụ Lê Tùng Vân là những cái lời lẽ mà dành cho các fan cuồng, đặc biệt là những người phụ nữ nha cô chú anh chị. Fan cuồng nhất là những người phụ nữ hoặc những người gọi là già như là cô Lan Đưa Thưa. Được biết thì ngày hôm nay có lẽ rằng là một trong những ngày khá đặc biệt. Có lẽ hết hôm nay thì chúng ta sẽ nhận thêm một số những cái thùng thông tin mới. Bởi vì đáng lẽ là Thanh Nguyên nghĩ rằng sẽ có thông tin trước rồi, nhưng mà của chú anh chị chúng ta được biết là hiện tại ở Việt Nam á, cái ngày nghỉ gọi là Tết Tây thì không có cái thông tin gì liên quan đến câu chuyện tỉnh thất bồng lai. Nhưng mà Thanh Nguyên nghĩ rằng đó, đầu tuần này, ngày hôm nay là ngày đầu tuần rồi, thì chắc hẳn là ngày mai sẽ có những cái thông tin chính thức liên quan đến câu chuyện của ông Lê Tùng Vân, đặc biệt là câu chuyện hoãn thi hành án có hay không. Bên cạnh đó là cái câu chuyện của bà Lê Thu Vân, khi mà cũng đã chuẩn bị đưa ra xét xử cái nhân vật bà Lê Thu Vân này. Nhưng mà con nhang đệ tử thôi cô chú anh chị,
thì rất là xáo trộn. Kể cả Tón Trần là một trong những cái nhân vật đệ tử đời đầu và được xem là người tay mặt tay trái, thì ngày hôm nay cũng đã quay xe cho thấy một trong những cái động thái cực kỳ khôn ngoan. Chúng ta có thể thấy là trong cái drama của liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai thì Tón Trần là một trong những cái đệ tử khôn ngoan nhất của Lê Tùng Vân. Anh ta gọi là biết luồn lách, không có một người nào mà bảo vệ Tiền Am mà có được một khối tài sản khủng như Tón Trần cả, thưa cô chú anh chị. Điều đó chúng ta phải thừa nhận, anh ta nhân vật này có thể nói là khôn ngoan, thậm chí là ma lanh. Tiểu sử của Tón Trần thì được biết là về phía ở tại tỉnh Khánh Hòa là cô chú anh chị, thì nhân vật này cũng không gọi là bình thường. Mặc dù là hai vợ chồng với cái bề vẻ bên ngoài là bán vé số, nhưng mà thực chất bên trong thì có cái vấn đề gọi là đề đốm banh bóng gì đó. Và câu chuyện mà Tón Trần trước đây liên quan đến cái việc mà xúc phạm Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thì chúng ta có thể thấy là một trong những cái động thái cực kỳ khôn ngoan hơn rất nhiều đối với những người ở Thiền Am và Vũ Trụ. Bởi vì anh ta là có một trong những cái động thái là tới tại chùa Giác Ngộ để xin lỗi Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Đó là một trong những cái động thái nhún nhường và khôn ngoan nhất của Tón Trần. Không giống như những cái cá nhân ở Thiền Am Vũ Trụ. Nếu mà thật sự họ thừa nhận tội ngay từ điểm đầu đi, thì ngày hôm nay đó họ sẽ không có xảy ra cứ sự này. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì đã quá muộn rồi, thưa chú chị. Khi mà Tón Trần thì cũng đã hợp tác với cơ quan chức năng. Và tất nhiên rồi, cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không thiếu cái tên gọi là Tón Trần hoặc là Lan Lư Thưa, một số cá nhân khác. Và một nhân vật mà bữa giờ cũng được rất là nổi trên mạng xã hội, thưa cô chú anh chị, đó chính là Việt Hà. Rồi bên cạnh đó là công ty truyền thông. Đây là một trong những cái câu chuyện mà chắc hẳn rằng những quý vị khán giả chúng ta theo dõi câu chuyện drama liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta muốn biết được là có trách nhiệm liên đới liên quan đến một số những cái nhân vật này hay không, Việt Hà cũng như là Điền Quân. Phải làm cho rõ ràng khi là một trong những người từng PR khá là gầm gộ, tạo những cái kịch bản. Thanh Nguyên tin chắc rằng những kịch bản được gọi là Điền Quân trao chuốt rất là kỹ càng trước khi đưa lên sóng, chứ không thể nào đó là một trong những cái cách gọi là quay tự nhiên hay là những cái kịch bản từ phía Thiền Am và Vũ Trụ được, thưa cô chú chị. Những cái đoạn video clip mà của Điền Quân đăng lên các kênh trang mạng xã hội YouTube, Facebook thì chắc hẳn rằng Thanh Nguyên tin chắc rằng luôn đó là một trong những cái kịch bản được Điền Quân họ đưa lên. Chứ không thể nào từ phía tỉnh Thất Bồng Lai được, thưa cô chú anh chị. Nào là dàn dựng đứa trẻ bỏ rơi, được bỏ rơi ngay trước cổng chùa của tỉnh Thất Bồng Lai, rồi thầy ông nội bồng bế vô nuôi, xây dựng lên một trong những cái Thiền Am bên bộ vũ trụ rất là thương người, thương trẻ con, khiến cho cả thế giới, đặc biệt là những người mạnh thường quân nước ngoài, họ đổ tiền về gầm gầm. Kênh YouTube thì thu về rất một trong những cái số tiền cực kỳ lớn, vài tỷ đồng trong vòng một tháng, thưa cô chú anh chị. Và Điền Quân thì chắc chắn sẽ có lợi trong đó rồi, bởi vì vào network mà cái tỷ lệ nó nằm ở khoảng 64 thôi cô chú anh chị. Cho nên là cả hai đều có lợi, cho nên là chúng ta có thể thấy là một sự phối hợp rất là tinh vi và rõ ràng. Ngày hôm nay thì câu chuyện nó đã được gọi là bại lộ. Sức khỏe của ông Lê Tùng Vân cái thời điểm hiện tại chúng ta được biết là đã dần dần hồi phục, thì cũng sắp đến ngày rồi, thưa cô chú anh chị, sẽ có biết rõ kết quả rằng ông Lê Tùng Vân, số phận ông này sẽ đi về đâu, có phải nhập trại để mà điều tra làm rõ liên quan đến câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là không. Thì những cái thông tin này, khi mà có thông tin chính thức thì em sẽ cập nhật gửi đến cô chú anh chị ngay lập tức về cái vấn đề mà của câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những cái vấn đề cô chú anh chị quan tâm. Còn bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những cái video và chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả các chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha các chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó, thưa quý vị, là nửa ký là 800 ngàn, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây
là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.